Trân trọng kính chào quý tôi con Chúa. Chúng ta rất là vui trở lại với nhau qua hành trình xuyên suốt Kinh Thánh của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở trong phục truyền Luật Lệ Ký đoạn số 24. Cầu nguyện xin Chúa dùng lời của Chúa và hướng dẫn chúng ta, giúp chúng ta hiểu thêm về Chúa của mình và hiểu thêm về những gì Chúa của chúng ta muốn chúng ta sống ở đất này, và đặc biệt là sự quan tâm của Chúa cho từng cuộc đời của chúng ta ở trong những cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Chúa của chúng ta là Chúa của muôn Chúa, là vua của muôn vua, Ngài là Đức Chúa Trời không có giới hạn, nhưng Ngài lại để ý đến từng cái chi tiết ở trong cuộc sống của mình, và Ngài rất là chu toàn hầu hết từng khía cạnh thực tế ở trong cuộc sống. Vì vậy, là người tin Chúa, chúng ta không chỉ đơn thuần là suy nghĩ hay là sống những gì nó liên quan gọi là kinh thánh hay là chữ nghĩa hay là những cái lễ nghi, nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta quan tâm đến từng cái nhu cầu rất nhỏ, thậm chí cả chính mình cũng để ý đến, nhưng mà Chúa của chúng ta lại luôn để ý đến những điều đó. Vì vậy chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta cần lời của Ngài để chúng ta hiểu được cái thực tế đó ở trong cuộc sống của mình. Mình hợp ý với nhau cầu nguyện để mình đọc lời Chúa rồi mình thấy được bao nhiêu cái thực tế mà Chúa của mình đã thật sự quan tâm ở trong cuộc sống của mình hàng ngày. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cầu nguyện cảm ơn Ngài. Chúng con có lời Chúa để chúng con đọc, suy gẫm và sống ở tại đất này. Con cầu xin Chúa thương xót, hướng dẫn chúng con, viếng chúng con và cho chúng con kinh nghiệm được ơn của Chúa trong những ngày sống tại đất này, nhất là chúng con sống bằng lời của Ngài. Con cảm ơn Cha rất là nhiều. Con dâng phó thì giờ đặc biệt này và cầu nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh hành động sâu xa trong lòng chúng con, bày tỏ lời của Chúa cho chúng con, hầu chúng con biết sống làm theo lời này. Tạ ơn Cha rất nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta tiếp tục trong cái hành xuyên suốt lời Chúa của chúng ta qua phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 24 như sau. Nếu một người đàn ông đã cưới vợ sau đó, nhưng sau đó người chồng không thỏa lòng về vợ vì thấy nơi nàng có điều gì không đoan chính. Chà, một người vợ mà không đoan chính là cũng hơi mệt ha. Thì nếu mà người vợ không đoan chính thì người chồng làm gì? Thì người đó có thể viết cho vợ một giấy ly hôn, trao vào tay nàng rồi đuổi ra khỏi nhà. Wow, ngày nay mà không biết có làm vậy được không ha. Tiếp tục đọc thêm. Khi ra khỏi nhà, nàng lại đi làm vợ một người khác. Và nếu người chồng sau cũng không ưa và cũng viết một giấy ly hôn và trao vào tay nàng rồi đuổi ra khỏi nhà, hoặc nếu chồng sau chết đi thì người chồng đầu tiên là người đã đuổi nàng đi không được phép lấy nàng làm vợ lần nữa sau khi nàng đã bị ô uế. Điều đó là điều ghê tởm trước mặt Đức Giê-hô-va. Anh em không được đem tội lỗi vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho anh em làm sản nghiệp. Wow. Ở đây có một cái luật để bảo vệ hôn nhân và vấn đề ly dị cũng như tái hôn ở đây. Chúng ta thấy nếu một người đàn ông đã cưới vợ nhưng sau đó thì nhận biết rằng ở trong người nữ này không có cái đoan đoan chính. Vì vậy nếu khi người nữ này không có đoan chính thì người chồng có quyền viết một cái giấy để ly dị.
rồi đuổi người vợ này ra khỏi nhà. Khi người vợ này ra khỏi nhà lại đi cưới một người khác, làm vợ một người khác, thì người chồng sau cũng thấy không có cái đoan chính ở trong người nữ này, thì cũng viết cho một cái giấy ly hôn và trao cho người vợ rồi đuổi nàng ra khỏi nhà. Đó là một trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai đó là nếu người chồng này chết đi thì người chồng đầu tiên không được lấy người vợ này để làm vợ lần nữa, bởi vì người vợ này đã bị ô uế rồi khi người vợ này đi có một người chồng khác. Nếu mà làm những việc này thì đối với Chúa nó là một điều ghê tởm ở trước mặt Chúa, và khi làm như vậy thì dân sự của Chúa đã đem tội lỗi vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời đã ban cho họ làm sản nghiệp. Tôi lặp đi lặp lại điều này nhiều lần, đó là cái xứ mà Chúa ban cho dân sự của Chúa là cái xứ Chúa không muốn dân sự của Chúa làm cho ô uế cái xứ đó. Nó không chỉ mình phạm tội về trên phương diện cá nhân, nhưng mà khi cá nhân phạm tội thì mang tội lỗi vào trong xứ đó. Cho nên cái xứ mà Chúa ban cho là cái xứ mà dân sự của Chúa bằng mọi cách phải cách nào đó phải giữ cho cái xứ này không bị ô uế bởi tội lỗi của mình làm ra. Cho nên cái việc mà một người vợ mà thiếu cái đoan trang đó ở trong cuộc sống của mình thì đã làm cho cái hôn nhân đó không có tồn tại. Cho nên để bảo vệ cái hôn nhân này thì người vợ trước khi người nữ trước khi lấy chồng thì phải giữ đoan trang, và trong cái nếp sống đoan trang đó cho đến khi lập gia đình, và trong khi lập gia đình vẫn giữ cái tính đoan trang đó, đoan chính đó ở trong đời sống của mình để bảo vệ hôn nhân. Còn nếu không thì sẽ bị đi đến cái giai đoạn bị ly dị. Và chúng ta thấy rằng là cái việc ly dị này nó có trước khi mà thời kỳ mà dân sự của Chúa được hình thành ở trên phương diện của một quốc gia. Cho nên Chúa muốn bảo vệ cái chuyện ly dị này, không không được đến cái chuyện mà dẫn đến cái tình trạng mà gọi là phạm tội ngoại tình hay là phạm tội tà dâm một cách hợp pháp. Ở đây mình thấy rằng là Chúa nói cái người mà được bị ly dị hai lần rồi đó thì không thể nào trở lại làm vợ cái người đầu tiên được nữa, là bởi vì nếu làm như vậy thì mà phạm một cái lỗi, đó là mang sự ô uế vào trong trong xứ sở của mình, bởi vì người vợ người đó đã làm vợ cho người thứ hai rồi. Cho nên ngày hôm nay mình thấy rằng là cái tình trạng mà một người vợ có hai ba người chồng, hoặc là có những người vợ không có chồng cũng có con, thì mình thấy rằng là quả thật mình đang ở trong một cái tình trạng dường như đã tạo nên một cái sự gớm ghiếc ở trước mặt Đức Giê-hô-va ở trong cái vấn đề hôn nhân. Cho nên từ hôn nhân tái hôn, điều hiện tại bây giờ mình thấy phải nói rằng xứ sở này đang ở trong một cái tình trạng làm những điều rất là ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va. Xin lỗi điều này mà nói, thậm chí ở trong nhà thờ cũng vậy. Có người thì ly dị hai ba lần, lập gia đình lại hai ba lần. Có người thì làm chồng tới hai ba người chồng trong cuộc đời của mình. Nhưng mà mình cầu nguyện để Chúa thương xót. Chúa không có ghét tội nhân nha. Chúa vẫn thương yêu tội nhân, Chúa vẫn cứu tội nhân. Vấn đề của chúng ta là ăn năn xưng tội của mình và nhờ sự thương xót của Chúa để Chúa rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Hiện tại bây giờ chúng ta không biết rằng là đã đi qua bao nhiêu
cái hoàn cảnh của mình như thế nào, không cần biết, nhưng cái vấn đề chúng ta cần tập trung là ngay lúc này chúng ta nên ăn năn điều gì, chúng ta nên sửa lại điều gì ở trong cái hôn nhân của mình. Nếu chúng ta không sửa lại từ cái đoan chính, cái nết đoan chính của mình, nếu mình không có cái đoan chính đó thì nên sửa lại, đừng để nó quá trễ, nó hư 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 bột hư đường hết. Đó là phương diện thứ nhất, phải có cái đoan chính đó ở trong cái hôn nhân của mình. Còn nếu không á, thì nó dẫn đến nhiều cái phức tạp ở trong hôn nhân. Rồi điểm thứ nhì mà chúng ta cần phải không không để nó xảy ra, đó là một người vợ, một người nữ làm vợ cho hơn hai người. Cho nên mình xem lại, thậm chí kể cả ly dị hoặc là người chồng qua đời. Nếu là người chồng mà qua đời, người chồng thứ nhì mà qua đời rồi đó, mà trở lại làm vợ cho người thứ nhất đó, là làm vợ cho người thứ ba đó, thì chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương xót, Chúa thăm viếng, Chúa cứu mình để mình có thể ăn năn ở trước mặt Chúa về điều này và không bước thêm những cái bước nào khác để mình không phạm những cái điều mà làm cho Chúa ghê tởm trước sự hiện diện của Ngài. Cầu nguyện để Chúa thương xót nếu chúng ta nên dừng lại chỗ nào đó, ăn năn chỗ nào đó, xin Chúa cho chúng ta dừng lại để chúng ta không bước thêm những cái bước mà làm cho chính mình ô uế và người khác ô uế và hôn nhân của mình bị ô uế và xứ sở của mình bị ô uế, đó là lãnh thổ của mình hiện tại là trong thân Christ. Đó là một vài điều mà chúng ta cần để ý đến cái hôn nhân của mình. Nhất về cái tính đoan chính ở trong đời sống. Thứ nhì là đừng lập gia đình nhiều lần quá. Nếu nhiều lần quá mà chưa thỏa lòng thì nhờ ơn Chúa ăn năn những cái việc của cuộc sống mình, cái nếp sống của mình. Tất cả nó đều ra bởi tội lỗi cả. Nếu chúng ta không ăn năn tội lỗi thì chúng ta lập gia đình chục lần chúng ta cũng vẫn vẫn không thỏa lòng. Cho nên nhờ ơn Chúa dừng lại những cái yếu đuối của mình, ăn năn với Chúa để mình không lặp đi lặp lại những cái việc làm thêm, gia tăng thêm cái ô uế trong gia đình, trong cá nhân cũng như trong mọi. Nhờ ơn Chúa dừng lại và xin Chúa thương xót và tha thứ cho chính mình. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì đó là ở trong câu số 5 như sau: một người mới cưới vợ thì không phải đi đánh trận hoặc phải đảm nhiệm công tác gì khác. Người ấy sẽ được thong thả ở trong nhà một năm để đem lại niềm vui cho người vợ mình mới cưới. Cái này là cái điểm rất là đặc biệt mà Chúa dạy dân sự của Chúa cần phải làm để miễn trừ cho những người mới cưới vợ, để cho họ xây dựng cái hôn nhân của họ, có một năm để tìm hiểu thêm, để xây dựng hôn nhân và để gắn bó như thế nào đó, để họ có một cái gia đình phước hạnh về lâu về dài. Quý vị thấy Chúa của mình quan tâm như vậy đó. Nhưng không biết hiện tại thì cái hôn nhân của mình ra sao thì mình không biết. Mỗi người chúng ta biết điều đó. Cầu nguyện để Chúa cho chúng ta nhìn thấy cái điểm này ở trong cái hôn nhân của mình, đặc biệt là những thành phần mới lập gia đình. Ở đây cái điểm thứ nhì mà Chúa muốn bảo vệ đó là bảo vệ cho cái hôn nhân mà những cặp mới 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 bước vào hôn nhân. Bởi vì cái này nó rất là quan trọng. Nếu một năm đầu tiên không xây dựng đó đúng ở trong cái nền tảng của Chúa muốn thì về lâu về dài nó sẽ gặp rất là nhiều phức tạp. Đấy, nhiều khi mình ngồi mình nhìn lại đọc lời Chúa, mình thấy Chúa của mình quan trọng rất nhiều khía cạnh mà đôi khi mình không để ý đến.
ngày hôm nay xã hội không có cái chuyện này đúng không? À, hình như một hai tuần lễ gọi là honeymoon đó, à, từng trăng mật đó, thì qua chừng một tháng sau hay là qua chừng một thời gian ngắn sau là không còn trăng mật nữa, mà nó trở qua cái giai đoạn dập mặt rồi, cho nên nó tạo nên rất là nhiều phức tạp trong hôn nhân. Có những người sau 2 tuần ly dị rồi, có vài tháng là ly dị, hoặc là trong vòng sau 1 2 năm đầu tiên là đã phải đi trải qua giai đoạn ly dị. Cho nên đây là một cái điểm mà Chúa muốn chúng ta xây dựng, cưới xong rồi dành thì giờ xây dựng, chứ không phải rằng cưới xong thử và vài ngày, 2 ngày, 3 ngày, hoặc là sau 1 tuần lễ, 2 tuần lễ thấy không vừa ý rồi ly dị. Không phải như là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ nhất đó là sau một thời gian thấy vợ không đoan chính thì ly dị. Mà ở đây thì không biết rằng sau một thời gian như thế nào, nhưng mà Chúa cho những người cặp mới gia đình này, mới lập gia đình này có cái thì giờ, không chịu trách nhiệm gì gì cho nước đất nước cả, dành thì giờ để xây dựng cái mối hôn nhân của mình. Đó, điểm thứ hai, điểm thứ ba nữa đây, ở trong câu số 6 Kinh Thánh chép như thế này: không được giữ cối xay hay chỉ là thớt cối ở trên đó, phần ở trên của cái cối xay đó làm vật thế chấp, vì làm như thế là lấy mạng sống của người lân cận mình làm vật thế chấp. Thưa quý vị, lời Chúa dạy là hãy yêu người lân cận như mình, có nghĩa là quan tâm đến người lân cận của mình. Vì vậy khi cho mượn cái gì đó thì cho người hàng xóm mình, người lân cận mình mượn cái gì, thì đừng có lấy cái cối xay để làm vật thế chấp, hoặc là đừng có lấy cái thớt ở trên đó để làm cái vật thế chấp, là bởi vì cái sự sống của gia đình đó là cái cối xay. Mà nếu lấy cái cối xay đi thì cũng như không, đâu còn gì để cho họ sống. Mà nếu bây giờ mình gọi là thôi tôi không lấy nguyên cái cối mà tôi lấy cái thớt ở trên thôi, thì cái cối còn cái phần dưới còn lại nó cũng chẳng làm được gì. Cho nên cái cối xay đó là cái sự sống của họ, là mạng sống của họ, của người lân cận mình. Mình lấy cái đó đi cũng như mình lấy cái mạng sống của họ vậy. Cho nên Chúa giận dân sự của Chúa đó. Nếu cho hàng xóm của mình, cho người lân cận mình mượn cái gì đó thì lấy những thứ khác để làm vật thế chấp thì được, nhưng mà đừng có lấy cái cối xay đó để làm vật thế chấp, bởi vì nó là cái gì đó để giúp đỡ sự sống của người khác. Vì vậy cho nên mình cũng nên áp dụng một phần nào đó ở trong cuộc sống của mình. Khi mình giúp đỡ anh em của mình điều gì thì mình có lấy cái gì đó lại để thế chấp thì cũng nhờ ơn Chúa lấy cái nào đó, đừng có ảnh hưởng đến sự sống của anh em của mình. Đó là cái điểm mà mình để ý thôi. Mà tôi nghĩ rằng điều này dường như cái thế hệ của mình nó không có, phải không? Nên nhờ ơn Chúa để mình vượt qua những cái khó khăn này nếu nó xảy ra. Nếu mình cần phải cho người anh em của mình mượn điều gì đó, thì nhờ ơn Chúa cầu nguyện Chúa cho mình sáng suốt để mình không lấy đi cái sự sống của họ, để rồi họ phải kẹt ở trong cái chỗ mà không không có lối thoát. Điểm thứ tư, mà trong câu 7 Chúa nói như thế này: nếu bắt được kẻ bắt cóc người anh em mình ở trong Israel về làm nô lệ và đem hay là đem bán đi, thì tên bắt cóc đó phải bị xử tử. Như vậy anh em sẽ triệt và diệt trừ tội ác với anh em. Cái điểm thứ tư là bảo vệ khỏi cái tình trạng bắt cóc ở trong dân sự của Chúa. Phải nói cái tình trạng này hiện tại nó cũng còn, nhất là một vài cái nước quốc gia như là bên Ấn Độ, là tôi nghe nói là bắt cóc kinh hoàng lắm. Một vài cái đất nước gọi là có văn minh lắm thì cũng còn trong cái tình trạng bắt cóc này. Bắt cóc này, một là đem về làm nô lệ, hai là bán cho người khác, thì trục làm lợi bằng cái cách đó. Thì đối với Chúa thì đây là một cái điều gì đó không được làm, và nó phải nói ghê tởm. Cho nên
Rồi cái người bị bắt cóc đó nếu bắt được là phải xử tử cái người đó, bởi vì đó là một tội ác đối với Chúa. Ngày hôm nay thì cái này nó liên quan gì đến đời sống của mình hiện tại hay không? Nhưng mà nếu chúng ta có những cái thấy những cái trường hợp như thế này thì chúng ta không nên chấp nhận nó. Nhiều khi mình biết ai đó mà mình không dám thực hiện điều gì thì coi như cũng một phần đồng lõa nào đó. Cho nên nếu mình thấy ai đó bắt cóc thì nên báo cáo rõ ràng với chính quyền để họ đối xử xử những trường hợp như thế này để nó không tiếp tục xảy ra trong cái nơi mình cư ngụ nữa. Rồi cái điểm thứ năm đó là mình đọc từ câu 8 đi như thế này: hãy lưu ý đến sự lây lan của bệnh ngoài da nguy hiểm. Anh em phải hết sức cẩn thận và tuân giữ mọi điều mà các thầy tế lễ dòng Lê-vi chỉ dạy anh em. Hãy làm đúng những gì tôi truyền dạy cho họ. Hãy nhớ lại điều Jehovah Đức Chúa Trời của anh em đã làm cho Miriam trên lộ trình anh em rời Ai Cập. Như vậy là nói đến cái bệnh giống như bệnh phung hủy, là những cái bệnh lây lan ở ngoài da đó. Những cái bệnh này cần phải cẩn thận là bởi vì nó bày tỏ một cái sự không vâng lời Chúa hay là một cái lỗi lầm, cái tội lỗi nào đó. Cho nên khi bị phạm về một cái hình cái lỗi gì đó đối với lời của Chúa thì dường như cái bị phung này hay là cái bị bệnh ngoài da này nó là một cái dấu hiệu của sự ô uế. Cho nên cẩn thận, thứ nhất là vâng theo lời Chúa, đừng phạm tội, vì phạm tội có thể một trong những cái bệnh lây lan này nó xuất hiện, như là Miriam là chị của Môi-se. Khi Miriam nói hành Môi-se và Chúa đã phạt bị cái bệnh lây lan ngoài da này vì đó là bệnh phung, cho nên Môi-se nhắc lại điều này để dân sự của Chúa nhớ không phạm tội với Chúa để những cái việc này nó không xảy ra, những cái bệnh tật này nó không xảy ra. Ngày hôm nay thì đối với của mình thì như thế nào? Mình thấy rằng là ngày hôm nay mình vẫn có những cái bệnh nó gọi là bệnh ô nhiễm về tội lỗi ở trong cuộc sống của mình, nó cũng lây lan nguy hiểm lắm. Nhờ ơn Chúa để Chúa cứu mình những cái gì đó sơ sơ, rồi nó cũng ảnh hưởng đến, và những cái tội lỗi nào đó nó cũng lây lan về phương diện tâm linh nào đó, nó lây từ người này qua người kia, nó ảnh hưởng từ người này qua người kia, nó làm ngăn chặn cái phước hạnh ở trong hội thánh của Chúa, nhiều thứ lắm. Nếu chúng ta phạm tội với Chúa mà dầu có ai biết hay là không ai biết thì quý vị, nó cũng làm cho cái phước hạnh nó không, cái ảnh hưởng của cái tội lỗi đó nó lây lan ra, nó ảnh hưởng không tốt trong thánh của Chúa và làm ngăn chặn phước hạnh của Chúa ở trong cuộc đời của mình, cũng như là hội thánh của Chúa nó bị ảnh hưởng, gia đình của mình cũng bị ảnh hưởng nữa. Cẩn thận những cái điều đó, nhất là phải vâng lời Chúa ở trong cuộc sống của mình. Điểm thứ sáu mà chúng ta đọc ở đây đó là trong câu 10 để đi, đó là khi anh em cho người lân cận vay mượn cái gì thì không được vào nhà người ấy để lấy vật thế chấp, nhưng phải đứng ngoài đợi người mà anh em cho vay đó đem vật thế chấp ra cho anh em. Nếu người ấy nghèo thì anh em đừng giữ vật thế chấp ấy mà đi ngủ, có nghĩa là đừng đừng giữ cho đến cuối ngày đó, khi đi ngủ trả cái đồ thế chấp đó lại đó. Rồi, câu 13: hãy trả lại áo choàng cho người ấy khi mặt trời lặn để anh ta đắp mà ngủ và chúc phước cho anh em. Đó là điều công chính mà đó là điều công chính cho anh em trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời của anh em. Có nghĩa rằng khi mình cho người lân cận của mình vay mượn một cái gì đó, ví dụ giống như cho tôi cho người người đó mượn 10 đồng thì không cần, nếu có cần lấy cái áo gì đó để làm vật thế chấp đó thì cũng cũng không được vào nhà người ta, muốn lấy cái gì đó lấy, nhưng mà để người đó
thấy rằng là họ có thể thế chấp được cái gì thì họ mang cái vật đó ra để thế chấp. Đặc biệt đó là những người nghèo đó, khi tất cả những gì mà họ mang ra để thế chấp đó thì đừng giữ cho đến khi mình đi ngủ. Đến khi mình đi ngủ mà người đó chưa trả lại 20 đồng cho mình thì cũng trả lại cái vật thế chấp đó cho họ. Hoặc là mình đang giữ một cái vật thế chấp là cái áo choàng thì phải gửi lại cho họ trước khi mặt trời lặn, là bởi vì họ cần cái áo đó để họ đắp mà ngủ. Và khi mình làm như vậy thì họ sẽ chúc phước cho mình, và đó chính là một điều công chính cần phải thực hiện ở giữa ở trước mặt Chúa mà mình cần phải thực hiện. Vì vậy nếu chúng ta ở cái địa vị của người mà có thể cho ai vay mượn cái gì, mình nhớ nghe, ở đây là không có lấy lời, cho vay mượn nhưng không lấy lời. Mình có là người con dân Chúa, mình có quyền lấy lời ở người nước ngoài nhưng mình không có quyền lấy lời trong anh em của mình. Vì vậy là anh em với nhau ở trong Chúa, quý vị nhớ nghe, đừng chơi hụi lấy lời gì cả, hoặc là đừng cho ai mượn rồi tính lời. Cho mượn để giải quyết nhu cầu của anh em mình, nhưng cho đến khi anh em mình trả nguyên lại. Như vậy tôi cho mượn 20 đồng thì cuối cùng người cho mượn, người được mượn đó khi có 20 đồng thì trả lại, còn không có thì cứ từ từ để đó cho đến khi họ có thể trả được. Nếu mà có thế chấp điều gì đó thì nhờ ơn Chúa, nếu là người nghèo thì trả lại cho họ. Giúp được thì giúp. Tôi thấy có những người tôi biết đó, họ giúp đỡ anh em của mình trong trong Chúa đó, họ cho mượn như là họ cho vậy đó. Không có quan tâm đến cái chuyện đòi lại, có thì trả lại, còn không có thì không 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 quan trọng. Cho nên tôi thấy có những người làm như vậy giúp đỡ rất là nhiều anh em mình vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Cái điểm thứ bảy là bảo vệ người người lao động ở trong câu 14 và câu 15 như sau: không được ức hiếp người làm thuê nghèo khó và bần cùng, dầu người đó là anh em mình hay là kiều ngoại kiều tạm cư trong xứ hoặc là trong thành của anh em. Phải thanh toán tiền công cho người ấy mỗi ngày trước khi mặt trời lặn, vì người ấy vốn nghèo khó, chỉ còn biết trông chờ vào đó. Nếu không, người ấy sẽ kêu vang Jehovah, Đức Jehovah về anh em, và anh em phải mắc tội. Cái điểm thứ bảy này để bảo vệ những người nghèo lao động đó, thì những người này thường thì thấp cổ bé miệng, cũng dễ bị ức hiếp lắm. Vì vậy Chúa kêu gọi dân sự của Chúa là đừng ức hiếp những người như vậy. Họ đã nghèo rồi mà còn khó khăn ở trong cuộc sống nữa, nâng đỡ họ không hết mà còn phải ức hiếp họ làm gì. Cho nên đặc biệt là tiền công của họ phải trả cho đầy đủ và trả đúng để họ còn biết sinh sống. Quý vị biết đó, mình sống check by check thì mình trông đợi cái tiền lương của mình hàng tuần, phải không? Tuần hoặc là 2 tuần hay là 1 tháng. Thì nếu mà mình trì trệ ở trong cái chỗ thanh toán tiền công của họ mỗi ngày hoặc là mỗi tuần hay mỗi tháng đó, thì tội cho họ là bởi vì họ đó là cái chỗ mà họ trông chờ vào, mà mình làm trì trệ chỗ đó thì cái nỗi trông chờ đó nó kinh hoàng lắm. Cho nên nhờ ơn Chúa mình đừng để cái chuyện trông chờ này, mà khi họ trông chờ mà họ kêu vang với Đức Chúa Trời đó thì mình sẽ phải là người chịu trách nhiệm. Cho nên cái người mà chịu trách nhiệm về lương bổng đó, nhờ ơn Chúa làm cho đúng kỳ, đúng đúng cái thời điểm. Nếu sớm hơn thì tốt, nhưng mà nếu không thì cứ làm cho nó đúng thời điểm. Bởi vì cái người mà họ sống bởi cái tiền đó, trông đợi, và khi họ trông đợi trong cái thổn thức, trông đợi trong cái lo lắng, thì mình phải là người chịu trách nhiệm. Nên nhờ ơn Chúa để mình không mắc cái tội này ở giữa dân sự của Chúa, nhất là những người ở thành phần mà trả lương cho người làm công của mình. Đoạn kế tiếp đó là câu 16: cha mẹ sẽ không bị xử tử vì tội của con và con cái cũng không bị xử tử vì tội của cha mẹ.
mỗi người sẽ bị xử tử theo tội của mình. Rõ ràng ở đây là công lý, không ai chịu chịu tội cho ai cả. Nếu cha mẹ phạm tội thì cha mẹ phải chịu cái việc đó. Nếu con cái phạm tội thì con cái cũng chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình. Rõ ràng ngày hôm nay cũng vậy, ai trong chúng ta cũng phải chịu cái phần của đời sống của mình, chịu trách nhiệm cho đời sống của mình. Nhất là các bậc phụ huynh của người Việt chúng ta, đôi khi mình tưởng dường như là mình có thể sống thay cho con và chết thay cho con cái của mình. Nhưng không, chuyện đó không thể xảy ra, nhiều khi có muốn cũng không được. Cho nên tôi có ở Mỹ này có gặp, tôi gặp một vài trường hợp, ví dụ giống con họ làm cái gì sai đối với chính phủ, và họ gọi, họ liên hệ với chính phủ thì họ hỏi con của anh, của chị bao nhiêu tuổi rồi, mình nói 18 tuổi rồi, thì anh nói dư không cần liên quan gì trong chuyện này hết trơn ạ. Rồi xong nó cúp. Cho nên mình thấy được rõ ràng khi con cái nó trưởng thành và mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, và con cái của mình nó sống cho cuộc sống của nó ngoan thì nó tốt cho nó, mà nếu nó dại thì nó cũng phải chịu ảnh hưởng cái sự dại dột đó. Nhiều khi cha mẹ mỗi lần thấy con cái mình làm cái gì thì dường như nó có một cái mình thấy là mình có trách nhiệm liên đới thì phải. Cho nên mình cầu nguyện nhờ ơn Chúa cho mình thấy cái công lý này. Cha của cha thì của cha, của mẹ thì của mẹ, con là của con. Mỗi người phải chịu trách nhiệm theo cái điều của mình làm. Nhiều khi mình để cái của cha mẹ liên lụy đến con cái, rồi nó ảnh hưởng đến gia đình, là con cái ảnh hưởng đến cha mẹ, nó ảnh hưởng đến cái công việc của cha mẹ, nó cũng không không được, không hay. Bởi vì mình phải thấy được cái công lý này trong cuộc sống. Cho nên đừng để ai phải chịu trách nhiệm liên đới rồi ảnh hưởng đến cuộc sống của từng người. Cái điều đó không hay và phải chấm dứt ngay cái tình trạng này. Linh hồn nào phạm tội, linh hồn đó chết. Ai làm thì người đó chịu trách nhiệm. Đừng vì người này, người kia để rồi những người khác phải chịu liên lụy theo. Như vậy thì unfair cho người khác không được. Cho nên không có công bằng cho người khác. Ở đây là bảo vệ công lý, đó là điểm thứ 8. Điểm thứ 9, ở đây mình thấy điểm gì ở đây, ở trong câu 17. Không được cư xử bất công với ngoại kiều hay trẻ mồ côi, và cũng đừng giữ áo sống của người quá bụa làm vật thế chấp. Hãy nhớ rằng anh em đã từng làm nô lệ tại Ai Cập, và Jehovah Đức Chúa Trời anh em đã chuộc anh em ra khỏi đó. Vì vậy tôi truyền cho anh em phải làm điều này. Phải làm điều này là điều gì? Là không cư xử bất công với kẻ ngoại kiều hay là kẻ mồ côi hoặc là người quá bụa. Rõ ràng dân sự của Chúa cũng đã từng là ngoại kiều và cũng đã từng đối diện với sự cư xử bất công đó. Vì vậy đối với dân sự của Chúa không có cái chuyện này. Chúa muốn bảo vệ những người không có khả năng để tự vệ chính mình, như là người ngoại quốc và kẻ mồ côi và người quá bụa. Đó là những thành phần không có khả năng để bảo vệ. Bây giờ tôi ở Mỹ này, tôi được bảo vệ, nhưng tôi qua một cái đất nước thứ ba thì tại chỗ đó nếu không có cái mối liên quan với chính quyền tại đây thì tôi không còn ai để bảo vệ tôi được. Vì vậy cái người ngoại kiều luôn luôn là người đối diện với những cái điều không có khả năng tự vệ này. Và trẻ con cũng vậy, kẻ mồ côi là còn không có nữa và người quá bụa thì lại không có nữa. Cho nên đó là những thành phần không được cư xử bất công với họ. Đó, Chúa rất là công minh trong chỗ này. Và chúng ta cũng nhận biết điều đó trong cuộc sống của mình. Nhất là những cái thành phần không được, không tự bảo vệ được mình đó, thì chúng ta không được cư xử bất công với họ bằng mọi cách để bảo vệ họ, bằng mọi cách để làm cái gì đó để
để có thể bày tỏ một cái sự công công bình cho họ, lấy lại cái sự công bình cho họ. Cho nên cơ không biết quý vị như thế nào, nhưng mà đối với tôi thường dường như là khi thấy những cái chuyện bất công, tôi luôn luôn nhảy vô để làm một cái gì đó, dầu bất cứ là ai. Cho nên nhiều khi mình bị rơi vô cái tình trạng là ăn cơm nhà nói chuyện người ta đó, là chuyện người ta làm chuyện báo đồng đó. Nhưng mà không sao, cái việc cứ thấy cái gì bất công là phải bày tỏ cái sự bênh vực của mình, bởi vì đó là cái điểm mà Chúa muốn đặt để điều này. Nếu Chúa để chúng ta ở trong một cái chỗ mà bảo vệ được cho những người không có khả năng tự vệ thì phải làm việc đó, nếu không thì chúng ta sẽ mắc cái tội này đâu. Rồi cái điểm kế tiếp ở trong đoạn này đó là từ câu 19 trở đi. Khi anh em thu hoạch ngoài đồng ruộng có quên một bó lúa ngoài ngoài đó thì cũng đừng trở lại lấy. Bó lúa đấy dành cho ngoại kiều, kẻ mồ côi và người bó bụa. Như thế Jehovah Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh em trong mọi công việc tay anh em làm. Tôi lặp đi lặp lại nhắc cái chữ này, cái cụm từ này hoài trong những lần mà chúng mình đọc ở trong phục truyền luật lệ ký đó, là cái cụm từ là Chúa sẽ ban phước cho anh em trong mọi công việc tay anh em làm. Khi nào Chúa ban phước là khi chúng ta đáp ứng lại lời của Chúa và làm theo lời của Chúa ở trong những cái mà gọi là ban phước lại cho dân sự, đáp ứng lại một điều gì đó cho người khác hoặc là cho những người không có khả năng. Khi mình làm điều đó, Đức Chúa Trời luôn ban phước lại cho mình, và đặc biệt là ban phước cho mọi việc tay mình làm. Cuộc sống của chúng ta mà không được Chúa ban phước cho mọi công việc tay chúng ta làm thì đó là một điều mất mát rất lớn ở trong cuộc sống của mình. Đó là cái thời gian, cái thời điểm, cái khoảnh khắc tất cả chúng ta kinh nghiệm được một Đức Chúa Trời đang hành động làm việc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và khi chúng ta làm ơn cho người khác, ví dụ như trong trường hợp này có quên bó lúa ở ngoài đồng đi nữa thì cũng đừng có tiếc lùi đuổi mà chạy ra lấy, hoặc là được giúp đỡ một ai đó hay có khả năng làm được một điều gì đó cho người khác, cứ làm xong là thỏa lòng vui vẻ, đừng làm xong rồi tiếc nuối phải chi nãy mình đừng làm vậy. Thưa quý vị, đừng rơi vào trong cái tình trạng như vậy, mình sẽ rất hối tiếc bởi vì mình sẽ thiếu đi những cái kinh nghiệm Đức Chúa Trời ban phước cho mọi công việc hay chúng ta nên khi mình ban ra thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước trên cái công việc của mình làm. Đó là cái điều mà Chúa dạy và Chúa đặt như vậy. Đó là cái nguyên tắc của ban phước của Chúa. Cho nên phải sống với cái đó để chúng ta kinh nghiệm phước hạnh của ban cho. Câu 20 như thế thầy. Khi rung cây ô liu thì đừng mót trái còn sót ở trên cành. Đó là phần dành cho ngoại kiều, kẻ mồ côi và người bó bụa. Khi hái nho trong vườn nho mình, đừng mót những trái còn sót lại. Đó là phần cho ngoại kiều, kẻ mồ côi và người quá bụa. Hãy nhớ rằng anh em đã từng làm nô lệ tại Ai Cập. Vì vậy tôi truyền cho anh em phải làm điều đó tôi dặn. Cho nên mình cầu nguyện xin Chúa cho mình cái lòng rộng rãi này, cái lòng mà quan tâm đến, cái lòng mà cưu mang đến những người còn khó hơn mình, những người còn đang cần đến những cái sót lại của mình. Xót xa, khi đọc đến chỗ này xót xa, nhưng thật sự ở trong cái xã hội cần những, có những thành phần cần, chỉ cần cái dư thừa hay cái sót lại của mình. Cho nên nếu Chúa đặt để mình ở trong một cái tình trạng có thể còn sót lại một điều gì đó thì hãy vui lòng để cho nó sót lại đi. Cái điều đó Chúa đang dùng để đáp ứng một nhu cầu cho vài phần ở trong xã hội. Đôi khi và thành phần này là anh em của mình chừng, là người thân của mình chừng. Cho nên nếu Chúa cho mình có khả năng sống vừa đủ, hãy sống trong cái vừa đủ đó. Phần còn dư lại hay phần còn sót lại hãy để đó.
Đức Chúa Trời sẽ sử dụng những điều đó để cung ứng cho những thành phần còn đang cần để cái phần sót lại đó của mình. Cho nên cái điểm thứ 10 mà chúng ta thấy ở đây đó là Chúa luôn luôn tạo những cái cơ hội bảo vệ những người, những cái thành phần mà cần cái phần sót lại, cái thực phẩm dành cho những người trong hoàn cảnh khó khăn. Nên nhờ ơn Chúa chúng ta để ý những cái điểm nho nhỏ này ở trong cuộc sống của mình hàng ngày. Đôi khi chỉ một vài đồng mình để ở đâu đó mà ai đó cần thì cũng rất là phước hạnh. Khi người ta cần một hai đồng, chỉ cần một hai trái nho, chỉ cần một hai trái gì đó nó còn sót lại mà thôi, hai trái vọt, hai trái ô liu gì còn sót lại, hoặc một bó lúa còn sót lại, cũng là phước hạnh mà người khác có thể hưởng được, mặc dầu nó chỉ là phần sót lại nhưng nó là một nhu cầu, đáp ứng được một nhu cầu lớn cho một số thành phần ở trong xã hội của chúng ta. Cảm ơn Chúa về điều đó. Chúng ta đọc lại rồi với nhau. Nếu một người đàn ông đã lấy vợ nhưng sau đó người chồng không phải lòng về vợ vì thấy nơi nàng có điều gì không đoan chính, thì người đó có thể viết cho vợ một tờ giấy ly hôn, trao vào tay nàng rồi đuổi nàng ra khỏi nhà. Khi ra khỏi nhà, nàng lại đi làm vợ một người khác. Và nếu người chồng sau cũng không ưa và cũng viết giấy ly hôn và trao vào tay nàng rồi đuổi ra khỏi nhà, hoặc nếu người chồng chết, người chồng sau chết đi, thì người chồng đầu tiên là người đuổi nàng đi không được phép lấy nàng làm vợ một lần nữa sau khi nàng đã bị ô uế. Đó là điều ghê tởm trước mặt Đức Giê-hô-va. Anh em không được đem tội lỗi vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em làm sản nghiệp. Một người mới cưới vợ thì không phải đi đánh trận hoặc phải đảm nhiệm công tác gì khác. Người ấy sẽ được thong thả ở nhà trong một năm để đem lại niềm vui cho người vợ mình mới cưới. Không được giữ cối xay hay chỉ là thớt cối trên làm vật thế chấp, vì như thế là lấy mạng sống của người lân cận mình làm vật thế chấp. Nếu bắt được kẻ bắt cóc một người anh em trong Israel về làm nô lệ hay đem bán đi, thì tên bắt cóc đó phải bị xử tử. Như vậy anh em sẽ diệt trừ tội ác khỏi anh em. Hãy lưu ý đến sự lây lan của bệnh ngoài da nguy hiểm. Anh em phải hết sức cẩn thận và tuân giữ mọi điều mà các thầy tế lễ dòng Lê-vi dạy anh em. Hãy làm đúng những gì tôi truyền dạy cho họ. Hãy nhớ lại điều Jehovah, Đức Chúa Trời của anh em đã làm cho Miriam trên lộ trình anh em rời Ai Cập. Khi anh em cho người lân cận vay mượn cái gì thì không được vào nhà người ấy để lấy vật thế chấp, nhưng phải đứng bên ngoài đợi người mà anh em cho vay đó đem vật thế chấp ra cho anh em. Nếu người ấy nghèo thì anh em đừng giữ vật thế chấp ấy mà đi ngủ. Hãy trả lại áo choàng cho người ấy khi mặt trời lặn để anh ấy đắp mà ngủ và chúc phước cho anh em. Đó là điều công chính cho anh em trước mặt Jehovah và Đức Chúa Trời của anh em. Không được ức hiếp người làm thuê nghèo khó và bần cùng, dầu người đó là anh em mình hay ngoại kiều tạm cư trong xứ và trong thành của anh em. Hãy thanh toán tiền công cho người ấy mỗi ngày trước khi mặt trời lặn, vì người ấy vốn nghèo khó chỉ còn biết trông chờ vào đó. Nếu không, người ấy kêu vang Đức Giê-hô-va về anh em và anh em phải mất tội. Cha mẹ sẽ không bị xử tử vì tội của con cái, và con cái cũng không bị xử tử vì tội của cha mẹ. Mỗi người sẽ bị xử tử theo tội của mình. Không được xử tử bất công với người ngoại kiều hoặc hay kẻ mồ côi, và cũng đừng giữ áo sống của người quá bụa làm vật thế chấp.
Hãy nhớ rằng anh em đã từng làm nô lệ tại Ai Cập và Jehovah Đức Chúa Trời anh em đã chuộc anh em ra khỏi đó. Vì vậy tôi truyền cho anh em phải làm điều này. Khi anh em thu hoạch trong đồng ruộng mà quên một bó lúa là ngoài đó thì đừng trở lại lấy bó lúa ấy dành cho ngoại kiều, kẻ mồ côi và người quá bụa. Như thế Jehovah Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh em trong mọi công việc tay anh em làm. Khi rung cây ô liu thì đừng mót những trái còn sót lại trên cành. Đó là phần dành cho ngoại kiều, kẻ mồ côi và người quá bụa. Khi hái nho trong vườn nho mình, anh em đừng mót những trái nho sót lại. Đó là phần cho ngoại kiều, kẻ mồ côi và người quá bụa. Hãy nhớ rằng anh em đã từng làm nô lệ Ai Cập. Vì vậy, tôi truyền anh em phải làm điều như tôi đã dặn. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đã đọc được phục truyền luật lệ ký, có những điều chúng con có thể áp dụng, học được trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là hôn nhân. Xin Chúa thương xót, Chúa thăm viếng cho, giúp chúng con sống ở trong ơn của Chúa. Hầu cho chúng con biết cần phải làm gì, hầu chúng con có một cuộc sống bình yên tại đất này. Tạ ơn Cha rất nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong phục truyền luật lệ ký đoạn 25. Trân trọng kính chào quý vị.